tham gia làng giải trí từ năm 2006, thế nhưng cảnh điền vẫn chỉ gắn với những chiêu trò và lùm xùm gay gắt. Mọi khía cạnh từ gia thế, thực lực cho tới những quan hệ tình ái của mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh liên tục xuất hiện trên những mặt báo, chai lấp đi những thành tựu nghệ thuật vốn đã ít ỏi của cô. Và khán giả còn đặt cho cô những danh xưng tồi tệ, đáng nói nhất trong đó là thuốc độc phòng vé, khi cứ tham gia phim nào là phim đó bị thua lỗ hoặc là bị chỉ trích. Vậy nguyên do từ đâu mà Cảnh Điềm lại trở thành cái tên thị phi bậc nhất làng phim Hoa ngữ tính đến thời điểm hiện tại? Là đệ nhất mỹ nhân nhưng lại là thuốc độc phòng vé. Vừa qua, cô nàng cũng đang dục dịch quay trở lại thị trường trong nước, dự tính là qua hai lần hợp tác với Thành Nghị. Thế nhưng Cảnh Điềm đều lỡ hẹn với cả Mộng Tỉnh Trường An và Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Đồng thời, vai nữ chính lại thuộc về người khác. Cảnh Điềm được biết đến với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Bắt đầu tham gia hoạt động giải trí vào năm 2006, Cảnh Điềm nhận được khá nhiều ưu ái, may mắn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ, nhưng mọi bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên đều không đạt doanh thu như kỳ vọng. Sau thành công của vai chính đầu tay trong My Ballet Boss, mỹ nữ Bắc Kinh được gắn cho nickname thuốc độc phòng vé, khi cứ đụng phim nào là xịt phim đó. Hơn nữa, Cảnh Điềm luôn chỉ được công chúng coi là một bình hoa di động không hơn cũng chẳng kém, vì biểu cảm một màu, biểu cảm thô cứng, chỉ sinh chứ không biết diễn. Cụ thể về những lần chuốc độc bom tấn của Cảnh Điềm. Năm 2011, Chiến Quốc do Cảnh Điềm đóng chính đã bỏ ra số vốn là 1,5 tỷ nhân dân tệ, nhưng chỉ thu về gần 84 triệu nhân dân tệ. Đến năm 2013, câu chuyện Cảnh Sát 6 của Cảnh Điềm Thành Long chính thức ra rạp. Trái với kỳ vọng về một bom tấn bùng nổ, phim xịt ngóm trở thành một trong số những bộ phim kém doanh thu nhất trong sự nghiệp của Thành Long. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Cảnh Điềm có dịp hợp tác với huyền thoại Châu Nhuận Phát và Tạ Đình Phong trong loạt phim điện ảnh ăn khách Thân Bài Ma Cao. Dù quy tụ dàn sao lừng lẫy là thế, nhưng phim chỉ thu về 540 triệu nhân dân tệ, 78 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số đáng thất vọng khi phim được công chiếu đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Thường thì khi khán giả la ó, sự ảnh hưởng truyền thông không có cũng là lúc diễn viên đó bị thất sủng. Nhưng quy luật này không đúng với Cảnh Điềm. Cô liên tục có mặt trong các dự án lớn và uy tín hơn, mang tầm Hollywood. Cô vẫn cứ đóng phim lớn dù bị chê như tát nước về diễn xuất. Sau khi xem các bom tấn có Cảnh Điềm tham gia, nhiều người tự hỏi làm sao mà một diễn viên với biểu cảm nghèo nàn, nhan sắc không quá nổi bật giữa bao mỹ nữ Trung Quốc khác lại có thể tham gia cùng lúc các bom tấn của Hollywood chỉ trong nửa đầu năm 2017. Câu hỏi được đặt ra đã khiến người hâm mộ nước này dậy sóng và quyết tìm ra câu trả lời cho khúc mắc này. Lật lại sự nghiệp 10 năm của Cảnh Điềm, người ta phát hiện không ít những điểm đáng ngờ. Thuộc lớp diễn viên cùng thời với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Angela Baby, thế nhưng cái tên Cảnh Điềm ấn tượng trong lòng khán giả lại hết sức nhạt nhòa. Vậy mà nữ diễn viên 29 tuổi đã dắt túi kha khá các phim lớn, bất chấp hạn chế về tài năng. Còn người xem thì hầu như vô cảm với diễn xuất của Cảnh Điềm trên màn ảnh. Người ta bắt đầu đặt nghi vấn về công ty quản lý của Cảnh Điềm, tập đoàn Vạn Đạt, và tự hỏi lẽ nào nữ diễn viên có quan hệ thân thiết với ông Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt chăng? Ý kiến khác cho rằng bạn trai Cảnh Điềm là Lộ Trinh, cổ đông của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn này đã bỏ 3,5 tỷ đô la Mỹ để mua hãng phim Legendary Entertainment của Hollywood nhằm có được tiếng nói trong giới điện ảnh toàn cầu. Thậm chí còn có lời đồn đại vai diễn của Cảnh Điềm trong Tử Chiến Trường Thành đã được bạn trai mua với giá 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 329 tỷ đồng, giúp cô nghiễm nhiên giành được vai nữ chính mà chẳng tốn chút công sức casting. Cũng có thông tin cho rằng Cảnh Điềm vốn không cần đổi trác mà cô đã xuất thân từ gia thế khủng với người bố là ông Cảnh Tuấn Hải, hiện đang giữ vị trí thứ trưởng trong Bộ Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc. Chỉ cần tiếng tăm của ông bố là đã đủ để Cảnh Điềm thầu lựa chọn những vai diễn đắt giá mà cô thích. Nguồn tin khác khẳng định Cảnh Điềm có quan hệ đặc biệt với Vương Kiện Lâm, người giàu nhất Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn Dalian Wanda. Những bộ phim do Wanda đầu tư thì Cảnh Điềm luôn được giao vai nữ chính. Mỗi lần bị hỏi về gia thế của bản thân hay những việc có quá nhiều cơ hội lớn trong nghề, Cảnh Điềm đều thoái thác và cô cho rằng việc mình có xuất phát điểm quá tốt, vì thế nên mới hứng phải nhiều tin đồn tiêu cực. Tôi may mắn hơn người nên phải trả giá. Tôi là may mắn, gia thế chống lưng là chủ đề tôi nghe đến đặc lỗ tai, không muốn nghe nữa.
Vài năm trước tôi cảm thấy bực tức, nhụt chí, cố gắng, cô bức xúc. Tôi tự hỏi mình làm nhiều như thế, nỗ lực đến vậy tại sao chỉ nhìn thấy scandal và thị phi? Sao không ai đo đếm tôi đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt tại phim trường? Cô nhấn mạnh, mọi người nói tôi may mắn, tôi cũng nhận mình như thế. Vì tôi may mắn hơn nên phải trả giá nhiều hơn người khác. Mọi người cố gắng 80 điểm đã được khán giả công nhận, còn tôi muốn được nhìn nhận ở 80 điểm, cần phải đạt 200 điểm. Không ai có thể hưởng trọn vẹn mọi điều tốt đẹp. Cảnh điểm gián tiếp phủ nhận thông tin có thế lực lớn hỗ trợ. Nữ diễn viên ở tuổi U30 tự nhận là người thẳng thắn, nhưng không thích tranh luận vô thưởng vô phạt. Họ chê tôi không lẽ tôi phải sợ hãi và bỏ nghề. Đóng phim là đam mê cả đời, và lời chỉ trích không thể khiến tôi gục ngã. Tôi vẫn nỗ lực và sẽ chứng minh cho khán giả thấy họ sai lầm. Cảnh điểm nhấn mạnh, vì muốn thay đổi suy nghĩ đám đông, cô luôn tìm tòi vai diễn mang tính đột phá, không ngại đóng cảnh nóng. Tôi không bài xích bất kỳ vai diễn nào hay việc hợp tác với ai, nhưng người khác lại nhìn tôi với con mắt không thiện cảm. Cô thẳng thắn nói, 29 tuổi, Cảnh điểm nói cô mang đậm tính chất cung cự giải. Khi không đóng phim, cô chỉ muốn ở nhà, hưởng thụ sự yên tĩnh, đọc sách, xem phim, mua đồ trực tuyến. Tôi là cô gái kỳ quái trong mắt nhiều người. Có lần tôi nghe bạn bè nói ở Hồng Kông ít muối, nên tôi mang hẳn 7-8 cân muối tới đây khi đóng phim. Kết quả đoàn phim hoảng hốt vì lời giải thích của tôi. Mọi người nói với tôi, cô cho rằng Hồng Kông là miền núi à, có thể thiếu thứ này sao? Tôi cũng tự thấy mình kỳ lạ. Cô cười, cô chẳng mặn mà chuyện làm giàu như nhiều minh tinh hạng A khác. Thậm chí còn ngầm ý cho rằng những người mượn danh tiếng để kinh doanh cũng không phải hàng xuất sắc. Nghệ sĩ nhiều người thích kinh doanh riêng, còn có cửa hàng buôn bán trực tuyến. Tôi nghĩ cũng là ý hay, nhưng nếu là tôi mở cửa hàng, chắc chắn tôi sẽ dùng tên giả thay vì dùng tên thật gây chú ý. Cô nói, mỗi lần bị đồn có bạn trai, cô lại nửa đùa nửa thật. Người yêu thì chưa có nhưng chó có nuôi một con. Cảnh Điềm tiết lộ thích những người đàn ông có tính cách thân thiện, biết cách chăm sóc người khác và hài hước. Thích là một chuyện, nhưng tôi không vội chuyện hẹn hò. Cái gì đến sẽ đến, thế thôi. Nhưng nếu nhìn lại những nỗ lực của Cảnh Điềm thì với mỗi vai diễn cô đều dồn hết tâm huyết, làm hết sức có thể. Khi đóng phim công thì cô cũng đã trau dồi tiếng Anh, học mọi lúc mọi nơi. Khi vào vai đại nữ trong những phim kiếm hiệp và võ thuật thì nữ diễn viên cũng phải trải qua quá trình rèn luyện cơ bắp hàng tháng trời. Đối diện với những chỉ trích về diễn xuất, cô im lặng và không có phản hồi, chỉ cho biết mình sẽ cố gắng từng ngày trong từng vai diễn. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.